Rồi, bây giờ còn chị làm chốt cái set đồ này nữa thì nhớ giúp dùm em á. Là cả set này bên em có thể tắp lễ cho các chị nhà mình, là vừa áo vừa chân quay váy luôn các chị nha. Rồi, mà nếu mà chị nào mình muốn được miễn phí ship trên livestream ngày hôm nay của em thì mình mua từ 2 sản phẩm trở lên, hoặc là các chị mua một combo chân váy cũng như là áo luôn thì mình sẽ được free ship toàn quốc trong livestream ngày hôm nay. Và em chỉ nhận đơn trong livestream cho chị nào có để đúng mã số điện thoại thôi. Và nhớ là nếu anh muốn được free ship thì phải mua trên cái livestream ngày hôm nay. Hồi sau khi mình tắt live rồi, các chị sẽ không có được free ship nếu như mọi người mua từ 2 sản phẩm nữa. Vậy nên là bây giờ chị nào mình đang còn thích hay là thắc mắc là không biết có nên mua hay không thì bên em cho các chị mình đồng kiểm, nghĩa là bên em trả tiền đồng kiểm để các chị có thể mở hàng ra mình kiểm tra giúp giùm em đó. Vậy nên là rất là nhiều chị của rạp mỗi ngày các chị đã từng mua không phải là một lần mà rất là nhiều lần rồi. Nên là bây giờ chị nào mình đã thích rồi các chị chốt ngay vào liền cho em. Bên em cho đồng kiểm chứ không phải là gói hàng xong không cho kiểm hàng, nên mình cứ thoải mái mình chốt đơn liền giùm em nha. Rồi, ok chị Bình Yên nè, ok chị Thanh Vương em chốt đơn nha. Xem 154 là 129.000 cho chị Trần Hiếu nè. Chị xem áo len đen cùng phụ kiện mà em đăng hình đó em. Dạ, chị Thị Kim Hồng Lê ơi, cái vấn đề này là ngày hôm nay á, em không có like cái áo đó. Có gì chị Thị Kim Hồng Lê, mình có thể là mình vào hình ảnh mình tham khảo, rồi mình để lại số điện thoại giúp em trên cái tấm hình đó, để các chị các bạn bên bộ phận chăm sóc khách hàng của Rạp Mỗi Ngày sẽ liên lạc với chị cũng như là tư vấn cho chị kỹ hơn nha. Do là ngày hôm nay á, em cũng rất là muốn lên cho mấy chị nhà mình những cái mẫu áo, quần hoặc là combo mình hỏi, nhưng mà em không có like ở đây nên là em không thể nào mà đưa cho các chị xem được đó. Nên là chị nào mình thích thì các chị có thể là mình bấm vào hình ảnh mà mình thích rồi mình để lại số điện thoại thì bên em sẽ tư vấn cho các chị nhà mình liền nha. Rồi, bây giờ thì set đồ em đang bận trên người, còn chị nào thích nữa thì mình comment liền cho em mã là C349 các chị nha. Rồi, mình comment liền cho em mã là C349 là áo. Em có hai màu, màu trắng này không phải là trắng tinh đâu các chị, đây là trắng kem giúp giùm em nha. Và em đang bận trên người sẽ là tông màu nâu. Cả hai màu đều rất là nhẹ nhàng và nhã nhặn. Các chị có thể kết hợp mình đi làm cũng được, tông màu công sở, đi du lịch, đi tiệc hay đi đâu vẫn ok các chị nha. Rất là sang giùm em luôn. Rồi, còn chân váy thì chỉ có 129.000 thôi, rất là hời cho các chị. Nên là bây giờ chị nào có mặt trên live, mình thích chân váy mình comment liền cho em là C154 các chị nha. Chân váy là C154 giùm em nè. Rồi, bây giờ còn chị nào đặt hàng nữa thì mình cho em liền cái mã cũng như cái số điện thoại đi. Hay là chị nào có thắc mắc gì về đơn hàng này, hay là cân dáng đồ thì bao nhiêu cân mang vừa, các chị có thể comment cho em. Thường là bên em sẽ có cái size chính xác nhất á, thì sẽ các chị dưới 48 cân, size M dưới 53 cân và size L tầm dưới 56 cân các chị nha. Rồi, bây giờ chị nào có mặt trong live thì các chị ơi ở lại live chương mình cùng em tư vấn một xíu nè. Dạ, chân váy em đang bận thì em đang xem trên live chỉ có 129.000 thôi các chị. Bạn có đầy đủ size SML. Riêng về set em đang bận á thì bên em làm eo cho mọi người tầm là 68, 65, 68. Vậy nên là em khi mà em mang thì em sẽ có kẹp lại một xíu để cho nó ôm cái thân hơn. Nên là bên em sẽ có size SML, chị nào tầm dưới giúp em là tầm 58 cân các chị sẽ có size cho em chịu nha. Rồi, mình nhận được chân váy rồi, rất đẹp. Để nữa em cảm ơn chị Tú nha. Nha là rất là nhiều chị khách hàng của Rạp Mỗi Ngày, các chị đã từng mua không phải là một sản phẩm nhưng mà rất là nhiều sản phẩm. Trước đây thì các chị mình có đặt rất là nhiều và hiện tại cũng như vậy luôn. Nhưng mà do là đơn hàng của mình kiểu giống như là bên em đang quá tải nên là tin nhắn nó sẽ rất hơi chậm một xíu, nên là nếu mà chị nào mình muốn nhanh á thì mình cứ để lại cho em cái mã số điện thoại trên livestream thì mình sẽ được săn sale ra nhanh chóng hơn các chị yêu nha. Rồi, ok chị, chân váy là C154, giá là 129.000 chị Huỳnh Cơ nè. Ok chị Nguyễn Ngọc Diễm, vậy áo em chốt chị giá là 160 nha. Các chị có thể là mình chọn cái mẫu áo trực tiếp ở trên live giùm em luôn, hoặc là mình có thể là cứ để lại mã và số điện thoại trước thì các chị các bạn bên bộ phận chăm sóc khách hàng của Rạp Mỗi Ngày sẽ liên lạc sớm giúp cho các chị nhà mình về chiều cao cân nặng cũng như là size số để chọn cái size cái màu phù hợp nhất ha. Và màu trắng em nghĩ là rất là dễ mang, chị nào cũng mang được giùm em. Còn riêng về màu nâu này, chị nào thích nhẹ nhàng hơn một xíu, mình thích trầm hơn một xíu, mình lấy liền cho cái màu nâu này. Thật sự các chị rất là đẹp cho em nha. Rồi, ok chị Phạm Thị Mỹ Hồng này, chân váy C154. Vậy là em chốt cho chị giá là 129.000 mọi người nha. Vậy là em chốt chị là 129.000 nha. Chị lấy cứ cho em mã ở số điện thoại bên em chốt đơn liền. Ví dụ như á, mình không biết là mình mang có vừa hay không thì các chị nếu mà không ngại các chị cứ cho em xin cái cân nặng của các chị hoặc là số đo vòng 2 là nghĩa là vòng eo á để em tư vấn cho kỹ hơn. Tại vì rất là nhiều chị mình bình thường mình mua hàng á thì các chị chỉ đi